hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hư dư niết bằng, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, anh điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập Adam, mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Hai giá dạ. Dạ trước khi con cung thỉnh ngài, con xin phép được Phật vâng chấn văn ạ. Cảm ơn Minh Vát Thanh Á cho bài học. Bài học hôm nay kinh Tiểu Bộ Khuất Thakka Nikaya Itiputtaka chương 2 hai pháp phẩm 2 bài 39 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A La Hán chánh trực giác. Cái này tiếp nối cái kia, thế nào là hai? Hãy thấy ác là ác, đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy đi. Đây là thuyết pháp thứ hai. Này các tỳ kheo, có hai loại thuyết pháp này của Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với Như Lai, Phật Đà từ mẫn mọi chúng sanh, hãy thấy lời thuyết giảng tuần tự pháp theo pháp. Hai pháp được trình bày, một là hãy nhìn rõ pháp ác là pháp ác, và chính tại ở đây từ bỏ không tham đắm, từ đẩy không tham đắm, hãy làm cho an tịnh mọi khổ đau phiền não. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu từ bi thuyết giảng ngày bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến ngài. À, xin lỗi vì hôm nay chúng ta học trước, lý do là tại chùa Bị Giác bị sự cố thì phải gọi sở điện lực đến sửa chữa hai lần, cuối cùng thì mới tìm được cái chỗ nó bị mất điện. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh nói về cái sự thuyết pháp của Đức Phật. Ở đây bài học này thì cũng dễ hiểu chứ không phải là khó. Đức Phật ngài thuyết pháp có hai cái cách thuyết. Cái này thì nó có cái sự liên quan với nhau. Ở đây cái chữ cái này tiếp nối với cái kia đó,
chúng ta cần phải hiểu rằng là có trước có sau. Pariyaya, pariyayena, pariyayena, phavanti là trước và sau. Trước tiên là Đức Phật Ngài dạy thấy điều ác là ác. Chữ ác ở đây đó, chữ papa, nó bao hàm có nghĩa là cái điều xấu. Một người tu tập trong cái hành trình đó luôn luôn phải có cái sự ý thức nhận xét cái điều nào là xấu, biết là xấu. Rồi sau khi mà biết rõ cái điều xấu đó thì mới nhàm chán và từ bỏ cái điều xấu đó. Ở đây khi chúng ta nói đến hai cái cách thuyết pháp này thì chúng ta liên tưởng đến cái bài kinh Ampalatika Rahulavadasut, giáo giới Rahula ở tại Ampalatika. Đức Phật dạy Rahula hãy tu tập phản tỉnh thân hành, khẩu hành và ý hành. Này Rahula, khi con đã làm một cái thân hành, tức là một cái hành động bằng thân, kaya samachara, con cần phải suy xét cái thân hành đó, xem coi cái hành động mình đã làm nó là thiện hay là bất thiện, nó đưa đến hạnh phúc hay là đưa đến đau khổ. Được người trí tán thán hay là bị người trí quở trách. Và khi mà suy xét lại, phản tỉnh lại cái hành động của mình, biết rằng cái hành động ta đã làm nó là bất thiện, nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ, đưa đến quả khổ và bị người trí quở trách. Khi biết như vậy, này Rahula, con cần phải phát lộ sám hối cái lỗi lầm đó. Còn nếu khi mà phản tỉnh suy xét lại cái hành động mình đã làm và thấy rằng cái việc ta đã làm là thiện, là đưa đến lạc quả, được người trí, sẽ được người trí tán thán khen ngợi, thời như vậy cũng cần phải hoan hỷ và tiếp tục
tu tập ngày đêm trong thiền pháp đó, với cái thân hành đó. Đối với khẩu hành cũng vậy, lời nói nào đã nói cần phải suy xét lại để biết rằng cái đó là thiện, lời nói đó là thiện hay bất thiện, là đưa đến hạnh phúc hay đau khổ, được người trí tán thán hay chỉ trích. Và sau khi biết được cái khẩu hành, tức là cái lời nói mình đã nói, nó là bất thiện, là đưa đến sự đau khổ, bị người trí bổ trách, thì cũng cần phải phát lộ sám hối với các bạn đồng phạm hạnh có trí, hay là vị thầy có trí. Còn nếu khi suy xét thấy cái lời nói mình đã nói, mình nói là thiện, đưa đến sự an lạc và được người trí tán thán khen ngợi, thì như vậy cô hãy tiếp tục hoan hỷ ngày đêm trong thiền pháp đó. Còn đối với ý hành, một cái tư tưởng gì con đã suy nghĩ, sau khi quan sát thấy biết cái tư tưởng đó nó là xấu, là bất thiện, đưa đến cái sự khổ đau, và bị người, nếu mà người trí biết được cái ý nghĩ đó, ý nghĩ của ta đó sẽ quở trách. Thời như vậy không cần phải có cái sự hối hận, nhàm chán và quyết tâm từ bỏ cái ý nghĩ đó, không có suy nghĩ được. Còn nếu thấy cái tư tưởng, thấy biết cái tư tưởng, cái tư duy mà đã suy nghĩ mà nó là thiện, đưa đến sự an lạc và được người trí, nếu biết cái tư tưởng của mình thì các ngài sẽ tán thán, sẽ khen ngợi, thời cũng sẽ hoan hỷ tiếp tục ngày đêm khởi lên cái tư duy đó. Như vậy là cái cách mà tu tập về thân hành, khẩu hành, ý hành, phản tỉnh, tu tập phản tỉnh khi đã làm, đã nói, đã suy nghĩ. Rồi trong cái đoạn thứ hai đó, là khi đang làm, đang nói, đang suy nghĩ cũng phải phản tỉnh nữa. Nếu thấy là bất thiện, hành động bất thiện, lời nói là bất thiện, ý nghĩ là bất thiện, thời cũng phải dừng lại ngay, không tiếp tục nói, không tiếp tục làm, không tiếp tục suy nghĩ. Rồi tu tập phản tỉnh về thân hành, khẩu hành, ý hành, sẽ làm, sẽ nói, sẽ suy nghĩ. Khi ông sắp làm cái điều gì, sắp nói cái lời gì, sắp suy nghĩ cái điều gì, phải phản tỉnh, phải suy xét lại. Nếu thấy là bất thiện thì người chớ có làm, và nếu thấy là thiện thì hãy làm, hãy thực hiện, hãy nói và hãy suy nghĩ. Cái này đó thưa quý vị, Đức Phật ngài đã dạy cái cách tu tập này, tự trung lại đó, là cũng nằm trong hai cái cách thuyết pháp mà Đức Phật ngài dạy. Là trước hết là ngài khuyên hãy thấy cái lỗi lầm là lỗi lầm, điều xấu là điều xấu, điều ác là điều ác, cần phải biết rõ. Điều ác ở đây, điều xấu ở đây, nó có ba
tức là thân ác, khổ ác, ý ác. Mình tu tập làm sao để mà mình có một cái sự nhạy bén trong vấn đề nhận thức cái hành vi, cái ngôn ngữ và cái tư duy. Đó là cái cách tu tập. Bởi vì người ta có câu bất phách tham sân khởi, duy khủng tự giác trị. Là không sợ tham sân nó sân khởi, mà chỉ sợ là mình nhận thức nó chậm thôi. Bởi vì khi mà mình đã nhận thức chậm đó, mình có lỗi mà mình không nhận ra được cái lỗi lầm, mình cứ bưng bít cái lỗi lầm và mình biện hộ cho cái lỗi lầm của mình. Thời một người như vậy đó thì họ sẽ rơi vào cái tội ác họ không hay. Còn khi mà mình đã làm, đang làm, sẽ làm, đã nói, đang nói, sẽ nói, đã suy nghĩ, đang suy nghĩ, sẽ suy nghĩ, điều gì mà mình nhận được, thấy được đó, nếu nó lỗi lầm, mình thấy đó là lỗi lầm, thấy được như vậy thì mình sẽ chặn đứng, mình sẽ chặn đứng được kịp thời. Là Đức Phật ngài khuyên, thứ nhất là ngài khuyên hãy thấy lỗi lầm là lỗi lầm. Còn cách thứ hai đó, cách thuyết pháp thứ hai thì ở đây thưa quý vị, thấy chưa đủ, biết chưa đủ, mà mình thấy mình biết lỗi lầm thì mình phải nhàm chán cái lỗi lầm đó và phải từ bỏ cái lỗi lầm đó, chớ có làm, chớ có nói, chớ có suy nghĩ. Thì chỉ cần tu tập hai cái điều mà Đức Phật đã dạy vậy đó, xem như là một cái phương thức tu hành của chúng ta. Có những người họ sẽ cho rằng cái chuyện đó thì đơn giản thôi, đâu có cái gì đâu cao siêu. Nhưng mà thưa quý vị, người mà nói như vậy đó có nghĩa là người này họ không có tu tập được cái gì cả. Họ nghĩ rằng là khi mà họ đi vào trong giáo pháp này thì họ phải học được cái pháp cao siêu kìa. Họ nói được những cái pháp nhiệm màu kìa. Họ cho rằng vậy là họ tôn cao. Nhưng mà thực ra đó, thì thưa quý vị, cái chuyện đơn giản nhất mà chúng ta không làm được thì còn nói chi là cái chuyện cao siêu. Chuyện đơn giản nhất là anh có lỗi lầm, tự anh phải nhận thức được anh đang có lỗi lầm, khỏi đợi người khác khiển trách, chỉ trích, tự nhận biết. Rồi khi đã nhận biết được cái lỗi lầm của mình thì mình phải nhàm chán, tự mình nhàm chán, mình ghét bỏ cái lỗi lầm đó, chán ghét cái lỗi lầm đó. Và khi đã chán ghét cái lỗi lầm đó rồi thì mình phải từ bỏ nó đi. Đây là một cái thí dụ. Một anh chàng nhà quê nọ, anh ta cầm cái nơm đi bắt cá. Quý vị biết cái nơm nó
đó là những cái nan tre. Người ta cột với nhau lại, và ở phía dưới những cái nan tre là những cái mũi nhọn để cắm xuống đất, và nó có cái hình hình chuông. Người ta nắm ở phía trên cái miệng, cái là người ta chập xuống dưới nước chỗ chỗ cạn đó. Khi mà cá lội qua người ta chập xuống thì cá nó bị kẹt ở trong cái nơm đó, thì chỉ có việc thò tay từ trên miệng nơm xuống để bắt thôi, khỏi cần phải tát cạn cái thửa ruộng đó, khỏi cần phải tát cạn. Người ta bắt cá ở trong nước, người ta dùng cái nơm để người ta bắt. Cái này ở dưới quê thì ai ở dưới quê miền Tây thì biết rõ cái cách đó. Thế thì cái anh chàng dân quê này, anh cầm cái nơm anh đi, anh xuống dưới một cái con rạch, chỗ mà nước nó chảy như nó cạn. Anh ta chụp cái nơm xuống và anh ta thò tay vào, anh ta với nhầm một cái con vật, nó cũng có dãy, anh ta nắm được nó, anh ta tưởng nhầm là con cá, anh ta mới kéo lên. Khi mà kéo ra khỏi miệng nơm thì ta mới phát hiện ra đó là con rắn. Và nhìn thấy con rắn thì anh ta biết được là con rắn này là con rắn độc. Thì khi biết được như vậy đó thì anh ta khởi lên cái sự chán ghét. Trước hết là anh ta thấy sợ, vì anh ta thấy nó sự nguy hiểm. Thấy sợ tức là anh ta biết rồi mình đã nhầm chụp con rắn rắn độc, tóm con rắn, và anh ta thấy nguy hiểm là bị con rắn nào. Thì nọc độc của con rắn có thể làm cho mình bị đau khổ, hoặc là bị nọc độc của rắn làm cho chết đi. Cho nên anh ta thấy nguy hiểm đó rồi, anh ta chán ghét, không muốn nắm con rắn đó nữa, và anh ta muốn thoát khỏi con rắn đó ngay. Và liền khi đó thì anh ta một tay thì nắm cái cổ con rắn, còn một tay thì vuốt tới cái đuôi của nó, và nhanh chóng cầm cái đuôi con rắn anh ta quay tích. Con rắn bị cái thân dài mà nó đang bị quay như vậy đó thì nó không thể nào nó co người lại, nó cong người lại để mà được cắn anh ta được. Khi anh ta quay hai ba vòng thì anh ta buông tay thì con rắn nó văng đi xa. Cái ví dụ này được ngài Bố Thân Phô Sáng mô tả, cái thí dụ đó mô tả về cái sự tu tập của vị hành giả. Chúng tôi lấy cái thí dụ đó để nói rằng là khi mà chúng ta đã vi phạm vào một cái điều ác, sau khi biết rõ cái điều đó là điều ác, lời nói đó lời nói ác, hành động đó là hành, cái ý nghĩ đó là ý nghĩ ác, và thân ác khẩu ác ý ác này nó nguy hiểm là bởi vì nó sẽ đưa đến cái quả báo khổ đau trong tương lai, ngay trực tiếp hiện tại này hoặc là trong đời sau. Khi biết được cái sự nguy hiểm của cái điều ác
Một người học phải làm cái gì? Tức là phải khởi lên cái sự chán ghét. Chán ghét. Người ta có câu người ta nói rằng tỷ ác như quý sở ít. Mình ghét cái điều ác cũng giống như là sợ con rắn độc vậy đó. Hãy ghét cái điều ác cũng giống như sợ con rắn độc vậy đó. Tỷ ác như quý sở ít. Thì ở đây thưa quý vị, sau khi nhàm chán thì hãy từ bỏ. Đức Phật đã dạy sau khi nhàm chán hãy từ bỏ, hãy thoát ly. Cái chữ thoát ly ở đây đó, thì ở trong cái tiếng Pali chỗ cái đoạn này thì nó có nghĩa là tát thanh đi bình đạt tha và bằng pa bắc cà tô đi xoa. Từ sau khi thấy điều ác là ác thì phải nhàm chán, thì hãy nhàm chán, hãy chán ghét đó. Rồi viraja tha tức là hãy vô nhiễm đó, vì muốn chật thoát tức là phải giải thoát, phải thoát là phải thoát, cũng giống như cái người, giống như người nhà quê nọ khi mà biết là rắn độc thì người ta chán ghét rắn độc và tìm cách để mà thoát, thoát khỏi con rắn. Thật ra đó thưa quý vị, cái chuyện này không phải dễ để chúng ta thực hành đâu. Bởi vì tâm phàm phu đã lâu ngày, đã nhiều đời nhiều kiếp, nó bị tiêm nhiễm bởi tham sân si, mạng nghi tà kiến, cho nên ở bị tiên diễn như vậy đó, thì bây giờ chúng sanh khó thấy cái điều xấu, khó thấy cái điều ác lắm. Họ không xem cái điều ác, không xem cái phiền não là kẻ thù, mà họ nhận thù là bạn, bạn là bản thân. Quý vị chắc hẳn là biết rõ khi chúng ta thấy một người nào đó mà họ có lỗi lầm, mà được nhắc nhở, được người khác chỉ dạy, họ còn thấy, họ còn bưng bít, còn bị bạch, họ không chấp nhận họ có cái lỗi lầm, cho nên khó lắm thưa quý vị. Chỉ có người trí mới có thể thấy được cái điều ác, điều xấu là xấu. Họ nhận ra ngay đó là người đã quen tu tập nhàm chán phiền não. Còn khi mà chưa có nhàm chán phiền não thì thưa quý vị, là họ không chịu, họ nổi nóng mà sân giận mắng chửi người khác. Khi có ai nhắc nhở, ai mà chỉ trích họ thì họ nói rằng tại cái tánh của tôi vậy, mặc dù khổ xà nhưng mà tâm Phật vân vân. Họ nói cái miệng họ la lối như vậy đó, họ miệng hung dữ như vậy chứ tâm họ hiền, họ không hại ai, ai làm chứng cho họ?
Thưa quý vị, một khi mà tham chi phối, sân chi phối, si chi phối, ai mà bị tham chinh phục, sân chinh phục, si chinh phục, thời người ấy có thể làm các cái điều ác, thân ác, khẩu ác, ý ác. Chứ đừng có nói rằng là người cái tâm ác như vậy nhưng mà mình không có hại ai, khởi lên cái sự sân hận như vậy, la lối như vậy nhưng mà không có hại ai, không phải. Chúng ta phải biết sợ cái điều ác, thấy nó là cái điều xấu và phải từ bỏ từ xa kìa. Như vậy thì muốn bỏ cái điều ác, muốn thấy được cái điều ác, là người này phải thấy được cái sự nguy hiểm của cái tâm ác, thấy được cái sự nguy hiểm của lời nói ác, thấy sự nguy hiểm của thân hành động ác. Khi mà chúng ta chứng kiến một người mà họ sống trong cái sự đau khổ do thân bệnh hoạn, hoặc là họ gặp cái hoàn cảnh éo le ngang trái khổ đau, trước hết là người Phật tử chúng ta phải nhìn mình thấy họ là do đã hành động ác ở trong quá khứ, không có làm cái điều hiền thiện mà chỉ làm cái việc ác, cho nên họ phải bị sống trong cái sự đau khổ như vậy do cái quả nghiệp. Chúng ta phải thấy như vậy để chi? Để chúng ta tự cảnh tỉnh mình. Chúng ta không muốn mình sẽ phải bị lâm vào cái hoàn cảnh của họ ở trong tương lai, thì chúng ta phải bỏ cái điều ác đó. Nhưng mà cái này phải nói rằng một người có trí tuệ và có cái tâm tha thiết chuộng cái điều thiện, thiện như tự chi lan, tức là thích cái điều thiện cũng giống như thích bông hoa đẹp vậy đó, như hoa lan đẹp vậy đó. Còn gặp cái điều ác á, tỷ ác như quý sẽ yết, sợ cái điều ác giống như là sợ rắn độc, thì khi đó chúng ta mới có thể thấy được ác là ác, mình có lỗi lầm biết là lỗi lầm. Mà khi thấy như vậy đó thì thưa quý vị, nó tốt đẹp. Có những người họ bắt phải cái lỗi lầm, như vua A Xà Thế đi đến ý kiến Đức Phật và được nghe Đức Phật là thuyết về kinh Sa Môn Quả, mặc dù vua không có đắc đạo quả do cái ác nghiệp sát hại phụ vương để sám ngôi, nhưng mà vua đã sám hối bạch Đức Thế Tôn. Con đã thấy được cái lỗi lầm là lỗi lầm do vô minh, do si mê, do tâm điên loạn mà con đã hành động như vậy. Xin Đức Thế Tôn nhận biết cho con phát lộ cái lỗi lầm đó. Thì Đức Thế Tôn ngài thường phán rằng
trong những trường hợp khác cũng vậy, sám hối cái lỗi lầm, phát lộ cái lỗi lầm thì Đức Phật này hay nói quả thật vậy. Vì vô minh, vì thiểu trí, vì ngu si, ngươi đã làm một cái lỗi lầm, nhưng ngươi đã phát lộ, đã tỉnh ngộ, đã sám hối, thì đó là một cái sự tiến bộ trong pháp và luật này. Quý vị nhớ cái điều rất là quan trọng. Một người khi mà họ phạm cái lỗi lầm, họ biết phát lộ lỗi lầm, phát lộ cái lỗi lầm, tức là họ nói ra, họ bày tỏ, như là một cái sự ân hận cái điều đã làm, rồi họ hứa họ chưa cải, thì cái người đó sẽ có sự tiến bộ trong giáo pháp. Chúng ta tu tập là chúng ta tu tập ở chỗ đó. Còn những ai mà khi họ làm cái lỗi lầm gì, họ cố gắng họ bưng bít, họ che đậy, họ không dám nói cho người khác, hoặc họ không muốn nói cho người khác nghe cái lỗi lầm, lúc nào họ cũng chứng tỏ rằng họ là người tốt, cho đến khi mà người ta phát hiện và người ta tìm được cái chứng cứ, và người ta đã đưa ra ánh sáng là người này phạm cái lỗi lầm đó, thì lúc giờ họ sẽ biện hộ nhiều lý do. Để họ chạy tội. Thưa quý vị, cái chuyện đó đối với luật pháp của đời, của xã hội đó, thì có đôi khi họ biện bạch, họ chạy tội, và có đôi khi người ta hoàn toàn họ xử nhẹ, vân vân. Nhưng mà cái quan tòa nghiệp báo thì không có xử nhẹ đâu, thưa quý vị. Cái quan tòa nghiệp báo ở đây tức là chính cái lương tâm của họ. Dầu cho mọi người xung quanh họ có thể tha thứ cho họ, có thể quên đi cái lỗi lầm của họ, nhưng mà cái tòa án lương tâm của họ, của bản thân của người đó, không có thể tha thứ được. Và nhất là khi mà đã có Chetana, tức là có cái sự cố ý hành động rồi, thì cho dù người này có chạy lên trời hay là lặn biển sâu, hoặc là đi sâu, đi vào rừng, núi sâu thẳm, cũng không thể nào thoát khỏi được cái quả của ác nghiệp. Không bao giờ thoát khỏi quả của ác nghiệp. Đức vua Subhabhutha, vua Thiện Giác, vì có hiềm khích với Đức Phật, cho nên vua Thiện Giác đã dùng cái quyền lực cho chặn đường tất cả các ngõ đường, cấm không cho Đức Phật này đi khất thực ở tại cái thành phố của ông ta. Và Đức Thế Tôn không đi được, thì ngài trở về chùa. Lúc bây giờ vua Subhabhutha, vua Thiện Giác, mới cho trình thám theo dõi Đức Phật ngài đã nói cái gì.
Ngài sẽ nói cái gì? Khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp, Ngài nói cho chúng tỳ kheo nghe, Ngài tiên tri rằng cái hành động của vua Thiện Giác ngày hôm nay, 7 ngày nữa vua Thiện Giác sẽ bị đất rút. Thám tử về cho biết lời nói của Đức Phật về, thì vua ông lập tức ông nghĩ rằng nếu như Ngài Phật Ngài tiên tri là bị đất rút vậy thôi, ông ta sẽ lên trên tầng lầu thứ 7, ở trên đó suốt 7 ngày thì làm sao mà bị đất rút được. Nhưng mà đến ngày thứ 7 đó thưa quý vị, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 7 an toàn quá chị. Nhưng mà ngày thứ 7 tự nhiên nó có một cái sự cố là con ngựa ô hung hăng của vua Thiện Giác nó bị sổng chuồng và nó chạy tung khắp đường phố chỗ này chỗ kia, ai có thể chế ngự nó được. Con ngựa này chỉ có 3 người là mới chế ngự được, là thái tử Sĩ Đạt Ta, Devadatta là con của vua Thiện Giác và chính đức vua Thiện Giác, vua Sắc Bồ Tát. Và thái tử Sĩ Đạt Ta thì nay là Đức Phật, còn Devadatta thì cũng đã xuất gia theo Đức Phật rồi, thì bây giờ để cho nó yên cái thành phố thì đức vua buộc lòng phải đi xuống. Lúc đó đức vua lo bận tâm suy nghĩ về cái việc mà chế ngự con ngựa mà quên đi cái lời tiên tri của Đức Phật xuống, và do ác nghiệp nó bắt đầu nó chín mùi thì các cái lực sĩ mà cho canh giữ tại cửa cầu thang ngăn cản đức vua, nhưng mà họ lại sơ ý, họ thấy đức vua đi ngang họ cúi chào một cách trịnh trọng rồi họ để vua đi. Cứ như vậy thì vua hết cái xuống lần tầng thứ 6, tầng thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2 và cuối cùng là đi xuống tầng trệt. Vua vừa đặt chân xuống thì bị đất rứt, đất nứt và rút xuống, chết sanh xuống địa ngục A Tỳ, không thoát khỏi thôi vị. Cho nên khi mà suy xét được cái chỗ đó đó thì chúng ta sẽ luôn luôn cẩn trọng với cái điều ác, thấy ác là ác. Và khi đã thấy rồi thì chúng ta rắp tâm, chúng ta quyết tâm là chúng ta phải từ bỏ nó, phải nhàm chán nó. Có tu tập như vậy thì chúng ta mới có thể được an ổn, chúng ta mới có thể được y vui. Hồi chiều có một người, có một ông Thiện Nam, gọi là Thiện Nam nhưng không phải, một người đàn ông, họ không, cũng không phải là Phật tử gì, nhưng mà họ đi đến chùa, họ than vãn với chúng tôi rằng họ bị bệnh nhiều, dạng tay chân giãn tĩnh mạch nó đi tới đi lui nó sưng lên, rồi họ bệnh cái này bệnh cái kia đó, họ than nhiều quá thưa quý vị. Họ nói bây giờ họ muốn đi đến chùa, họ xin vô chùa để họ tụng kinh sám hối. Thì lúc đó chúng tôi mới khuyên, chúng ta nói, tôi mới khuyên rằng là anh hãy dẹp bỏ cái phiền não tham sân si, dẹp bỏ cái điều ác và anh cái đã, anh phải biết giữ giới, sống hiền thiện,
bệnh hoạn này là do cái nghiệp ác ở trong quá khứ tạo. Bây giờ mà ngồi đi, đi vô chùa ngồi tụng kinh sám hối làm sao cho hết nghiệp được? Chúng sanh nó hiện như vậy chứ gì, gặp điều ác nó không biết sợ ác, nó không thấy là ác, và vì không thấy ác là ác cho nên nó không có nhàm chán, không có từ bỏ cái điều ác, và không có từ bỏ điều ác mà vẫn vi phạm cái điều ác. Thì như vậy khi mà bị quả nghiệp rồi thì bây giờ có đi chùa, có lại lại Phật xấu đầu xấu trán đi nữa cũng không thể thoát. Cho nên người Phật tử chúng ta phải có trí tuệ, phải có sự khôn ngoan chút. Và do đó bài học hôm nay Đức Phật dạy chúng ta hai điều, chỉ hai điều thôi. Hãy thấy điều ác là điều ác, hãy thấy biết cái điều thiện, điều bất thiện là điều bất thiện, điều lỗi lầm là lỗi lầm, phải thấy biết cái đó. Và khi thấy biết được cái điều ác xấu lỗi lầm rồi phải nhàm chán, phải thoát ly, phải từ bỏ nó. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được cái sự an vui. Hôm nay thì chúng tôi vào trễ 15 phút, nhưng mà trong 45 phút cũng trình bày với quý vị những cái pháp liên quan đến cái bài kinh ngày hôm nay đó. Chắc có lẽ là các Phật tử chúng ta cũng hiểu rồi, hãy đương theo đó mà tu. Bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước phước báo cho trùm. Nam mô Bụt Thầy. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha nu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nu bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha nu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh tham bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quả ta san ti vi ha ra wa si ni thu bê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta xót thiên ca rôn tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sappa na bu ta su chi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam de da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang pa ti cha te sappe pi duk kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm mát tha ra cha bốt gà la sang khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri mô vút thêm sâm pa vô ni ya ma thầm ma thầm ma ri ya pa vê di tê
Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe Pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào rung học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nước.